Người tốt thường chẳng khéo miệng, kẻ xấu lại giỏi nói lời hay. Những câu nói sau đây sẽ giúp bạn hiểu lẽ đời hơn đấy. Vẽ người vẽ mặt, khó vẽ xương. Biết người biết mặt khó biết lòng. Chân thành quá mức là một cái tội. Tin người quá vội là một cái ngu. Trên đời này khó đoán nhất là tâm tư của người khác, khó điều khiển nhất là tình cảm của chính mình, và khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay. Người thật thà thường chẳng biết khóe miệng, kẻ giả tạo lại biết toàn điều hay. Điều khó thay đổi nhất chính là sự đổi thay của lòng người. Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được, lòng người tuy nông nhưng không ai thấu bao giờ. Vạn người quen, có mấy người là bạn, trăm loại bạn, có mấy người là thân, chục người thân có mấy người là tốt, vài người tốt liệu có được bền lâu, một người là đủ nếu có chữ chân thành. Thời gian trôi và lòng người thay đổi, có những người ra đi, để lại cho mình sự thảng thốt, sự mất mát và vết thương lòng. Sống ở đời không ai muốn mình là một người xấu, ai cũng muốn có một cuộc sống ngẩng cao đầu, sống không hổ thẹn với lòng. Thế nhưng, sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai mặt để đổi lấy hai chữ bình yên. Thứ dễ thay đổi nhất là lòng người. Thứ làm cho lòng người thay đổi là vật chất, tiền bạc. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người tuy cạn ai đo vơi đầy, thốt ra lời nói thì hay, nhưng mà lòng dạ thì đầy mưu mô. Có tiền mua được cuộc chơi, không tiền mua được cách chơi bạn bè. Giàu chưa chắc đã sang, nghèo chưa chắc đã hèn. Tất cả còn tùy thuộc vào nhân cách con người. Chơi với người tốt như vào hàng hoa, khi đi ra hương thơm còn vương vấn. Chơi với người xấu như vào hàng cá, quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh. Người ta nói, con ong độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Không sai đâu, hãy nghĩ kỹ đi, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích. Cũng như đàn bà, nếu không để họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc.